Đầu like thì mình xin phép giới thiệu qua một chút xíu về chiến dịch mới này của Dũng Modi nhé. Đó là từ tuần này trở đi rồi và hôm nay đã là buổi thứ ba thì Dũng Modi đang triển khai chuỗi series livestream mới mang tên là Tiếp sức mùa thi GLBT cho kỳ thi tháng 12 năm 2024. Ở đây có bạn nào chuẩn bị đi thi không mọi người? Đó, thì trong 2 tháng này là tháng 10 và tháng 11 thì chúng mình sẽ liên tục livestream trong các khung giờ, đó là từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng của Việt Nam nha, từ thứ hai cho tới thứ sáu. Hình thức là sẽ livestream trên chính trang chủ fanpage của Dũng Modi luôn. Ngoài ra nếu bạn nào mà không có thời gian để xem được hết lần này hoặc là mọi người vào muộn ra sớm chẳng hạn thì các bạn cũng có thể xem lại trên kênh YouTube chính thức của Dũng Modi Official nha. Về nội dung chính thì chúng ta sẽ đi hai phần. Phần thứ nhất trong tháng 10 thì mình sẽ cùng nhau học chọn bộ từ vựng từ N5 cho tới N1 và tháng 11 là một tháng cuối sẽ là chặng tăng tốc về đích thì chúng ta sẽ học về gì nhỉ? Các kiến thức này và những mẹo, những phương pháp và luyện các đề thi luôn. Được chưa ạ? Ở đây có bạn nào đang học N3 không mọi người? Bạn nào học N3 không ạ? Ok, rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết top 100 câu hỏi về từ vựng quan trọng nhất trong đề GPT N3. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào câu hỏi số 1 luôn nhé. 1番 Hãy 1番 見てください。この蛇口を何々とお湯が出ます。はい、もう一度読みますね。この蛇口を何々とお湯が出ます。Mày có đọc được các chữ Hán ở trong bài không nhỉ? Hay, nếu mà không phiên âm thì rất có thể nó là những chữ Hán thuộc trình độ sơ cấp N5 và N4 thôi. Cho nên là mọi người cũng thử xác nhận xem là mình có đọc được hết chữ Hán không nhá. 1. 식으 2. 温める 3. 희네르 4. 入れる Nguyễn Bảo Long chọn 3. Ok, 3 là đáp án. Hineru. Ừ, いい ですね. 자, 答えは 3番 です. Hineru. そうですね, 3番. Hay. Lý do tại sao mọi người chọn 3 nhỉ? Các bạn thử dịch xuống bên dưới phần comment nào. Ngọc Tuyết cũng chọn 3. Ok. Ở đây sẽ có một số từ vựng, ví dụ như từ daguchi, nó có nghĩa là cái vòi nước đúng không? Hineru là động từ gì nhỉ? Vặn đúng không? Vặn, xoáy. Oyu ga deru là nước nóng đúng không? Rồi, lắp ghép lại chúng ta sẽ thành một câu hoàn chỉnh là gì nhỉ? Vặn cái vòi nước này thì nước nóng sẽ chảy ra. Hineru thì nó sẽ mang nghĩa là vặn. Ở đây, jaguchi o hineru là vặn vòi nước và ngữ pháp quen thuộc về từ tố đúng không? Là nếu mà chúng ta vặn cái vòi nước này thì sẽ có nước nóng chảy ra. Ok. Số 1, chiku. Chiku nó sẽ có hai nghĩa nhé các bạn nghe này. Thứ nhất là trải lót dùng cho chăn đệm ấy, ví dụ mình nói là mình trải cái chăn ở trên sàn nhà đúng không? Yuka ni. Rồi là futon o shiku đúng không? Yuka ni futon o shiku. Thứ hai là nó mang nghĩa khác, chính là từ thiết lập hoặc là xây dựng một cái quy chế luật lệ nào đó. Ví dụ như từ quy chế chúng ta có từ kise đúng không? Kise o shiku đó. Kise o shiku nó cũng sẽ mang nghĩa là thiết lập quy chế, được chưa nào? Đáp án số 2 thì cực kỳ dễ rồi. Atatameru chính là làm nóng đúng không? Ví dụ mình nói làm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng. Denshireji de obento atatameru, rất là dễ đúng không nào? Còn số 4, ireru chính là chữ nhập thôi mọi người nhé. Ireru có nghĩa là cho vào, cho đường vào cà phê. Các bạn đã nói được chưa? Cho đường vào cà phê. Kohi ni sato ireru. Đúng không nào? Đó, thì thay vì chúng ta học từ đơn, từ này có nghĩa là gì thì các bạn sẽ cố gắng thành lập một câu ví dụ mọi người nhé. Thì trong quá trình chúng ta lấy ví dụ ấy, là đồng thời các bạn cũng đang phải vắt óc suy nghĩ đúng không? Các bạn cũng đang phải tìm ra được một cái phương án nào phù hợp nhất cho từ vựng này, trong ngữ pháp này, trong câu đúng không ạ? Thì bằng cách làm như thế các bạn sẽ nhớ được kiến thức lâu hơn đấy mọi người. Ok, rồi chúng ta sang câu số 2 nhá. 2番 です. 2番 見てください. Ok. 出かける前に靴をきれいに何々ましょう. はい。1. 絞り 2. 磨き 3. 履き 4. 欲し 2. Đánh bóng đôi giày. Ngọc Trai cũng chọn 2. Thành Tài 2. Liên Nguyễn 2. So desu ne. Đúng quá rồi mọi người ơi. Đáp án phải là 2 nhá. Các bạn đang chọn 3 thì mọi người đang bị nhầm một vị trí nào? Đang bị dịch nhầm đúng không? Chúng ta sẽ tham khảo này. Migaku có nghĩa là đánh bóng, là trải. Nói chung là mang tính chất là làm sạch, làm bóng một cái đồ vật gì đó. Một cái từ mà ở N4 chúng ta học suốt rồi chính là từ đánh răng, mọi người nhớ không? Hao migaku mà, đúng không? Thế bây giờ thay cái răng của mình bằng cái kutsu là đôi giày thì mình sẽ hiểu là đánh bóng giày đúng không? Có bạn nào hay trải trước thế này không ạ? Trước khi đi ra ngoài thì phải đánh bóng giày cho nó sạch sẽ, tinh tươm và da cho nó bảnh trai ấy, đúng không? Đó, thì migakimasu, miraku. Còn số 3 mình sẽ phân tích đáp án sai của một số bạn đang chọn 3 nhé. Từ haki, hakimasu hay là haku thì nó sẽ có nghĩa là nôn hết mọi người. Haki đa sự đúng không? Nôn ra. Ví dụ các bạn say rượu này hoặc là các bạn ăn cái món gì thì nó quá là mazui, rất là kinh ấy, thì mình sẽ haki đúng không? Haki đa sự. Được chưa? Mọi người hiểu chưa? Tiếp theo đáp án số 1, shibori. Shiborimasu, shiboru. Có bạn nào biết không ạ? Các bạn đang học N3 nào? Mọi người đã học hết từ vựng của N3 chưa? Và những từ ở những đáp án còn lại này mọi người đã nắm được trong lòng bàn tay chưa? Đấy, nếu mà còn từ nào mình chưa biết thì phải nhanh chóng chụp lại màn hình, phải memo vào trong vở, trong sổ của mình nha.
Đáp án số 1, từ chibodu sẽ có nghĩa là vắt. Ví dụ như một số bạn đang dùng là vắt nước ép này, hay là mình có vắt cái rẻ lau đúng không? Mình lau bàn xong mình vắt nó sẽ là jokin. Mọi người học cái từ jokin chưa? Từ rẻ lau ấy đúng không? Jokino chibodu là vắt rẻ lau. Còn một cái nghĩa bóng rất là hay nhá, đó là từ vắt óc suy nghĩ mọi người. Óc đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ atama o chibodu. Atama o chibodu. Đấy, là mình sẽ vắt óc suy nghĩ, đắn đo về một cái vấn đề gì đó. Còn số 4, từ hoshi, hô sự nào mọi người? Hô sự, nhìn chữ Hán này quen không? Hô sự chính là từ phơi, là hong khô đúng không? Ví dụ mình nói là phơi quần áo sẽ là sentakumono hô sự. Sentakumono hô sự. Các bạn có nghe kịp không ạ? Rồi, tiếp tục các bạn giữ vững phong độ nha. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. 3 bạn. Eiyo no nani nani o kangaemashou. Eiyo no nani nani o kangaemashou. 1. Balance. 2. Gram. 3. Rap. 4. Kalori. Hãy một câu hỏi về katakana. Không có chữ Hán nên khó nhận biết ạ. So desu ne. So với những cái buổi đầu tiên N5 và N4 thì N3 chắc chắn là đã có nhiều chữ Hán hơn nữa rồi đúng không? Và sẽ có một số chữ chưa có cách đọc nhá. Thì mọi người thử xác nhận xem là mình đã biết đọc nó hay chưa. Chắc chắn là trong đề thi sẽ có ít nhiều một hai câu liên quan tới katakana đúng không? Các bạn có sợ katakana không? Mình thì cực kỳ thích học katakana luôn mọi người ạ. Bạn Miêu Hồng cùng nhau suy nghĩ sự cân bằng dinh dưỡng. So desu ne, quá chuẩn luôn, bạn dịch quá tốt rồi. Balance là cân bằng đúng không? Chúng ta có từ eyo. Thật ra tất cả những cái từ vựng này đều chỉ thuộc trình độ N3 thôi nhá. Nên các bạn nào mà đang học N3 phải xem lại xem là mình có biết hết hay không. Không biết từ nào thì memo lại từ đấy, có được không ạ? Rồi, câu này mình sẽ dịch như sau này. Kangemasho đúng không? Cùng nhau suy nghĩ về chế độ đúng không? Cân bằng dinh dưỡng. Đúng rồi, eyo. À, eyo no imi wa nan desu ka? Đức Muji san. Bạn Muji có câu hỏi eyo là gì? Là dinh dưỡng nha, bạn Đức Muji này. Đấy, nếu mà không biết cái gì thì mình hỏi luôn nha. Mình memo lại trong vở của mình luôn. Hai là đơn vị đo lượng gram. Đúng rồi, gram chính là gam ấy mọi người. Đấy, khối lượng trọng lượng đúng không? Còn rap, so desu ne. Bạn Bảo Long cũng có phương án là rap là đọc rap. Hay. Rap thật ra nó có hai nghĩa. Một như các bạn nói là nhạc rap ý. Thì ví dụ mình có câu hỏi dành cho mọi người nha. Minasan wa rap ga suki desu ka? Watashi wa amari suki janai desu kedo. Hay, tức là mọi người có thích nhạc rap không đúng không? Thế còn một ý nghĩa nữa của rap chính là những cái màng bọc thực phẩm ấy. Các bạn có hay dùng lò vi sóng không? Thì chúng ta sẽ bọc trước khi mình quay đúng không? Thì sẽ là rap de tsusumu. Hay, shokuhin no rap de tsusumu là bọc đồ ăn bằng màng bọc thực phẩm. Được chưa ạ? Còn số 4, kalori chính là từ calo ấy mọi người. Bạn nào mà đang giảm cân này hoặc là ăn theo chế độ gì đó ấy, đúng không? Thì mọi người sẽ cần cân nhắc về cái calo xem nó nhiều hay nó ít. Thì nó sẽ đi với tính từ là takai hoặc là hikui mọi người nhá. Để thể hiện tính chất là cái sản phẩm này, cái món đồ ăn này nó nhiều hay là ít calo. Ok, xong rồi nhỉ? Câu 4 nha. Yong bảng. Kare wa chisai toki, dare to demo hanashi o suru nani nani kawaii kodomo deshita. Hơi dài đúng không? Các bạn theo dõi kịp không? 1. Hito natsukoku te. 2. Wagamama de. 3. Itazura de. 4. Kawaisou de. Hai. Câu này mặc dù nhìn dài thế thôi đúng không? Nhưng mà chia vế rất là rõ ràng luôn. Vế số 1, chisai toki đúng không? Khi còn nhỏ, hồi còn nhỏ thì anh ấy như thế nào? Dare to demo đúng không? Chúng ta ngắt ở đây này. Hanashi o suru nani nani kawaii kodomo deshita. Hai. Hai. Các bạn chọn 3 có thể comment nhanh cho mình biết từ itazura ý nghĩa là gì không các bạn? Tinh nghịch, đúng rồi, bạn Hoàng Việt có comment rồi, tinh nghịch. Nhưng mà tinh nghịch xong lại đi với kawaii có ok không? Tinh nghịch nó là một cái hơi tiêu cực một chút xíu, đúng không? Mình chê, mình phàn nàn là cái đứa này nó tinh nghịch ngợm, phá phách quá. Xong rồi lại kawaii nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm nhỉ? Đùa giỡn, nghịch ngợm, đúng rồi, Trần Thu, ok. Đấy, thì các bạn hầu hết đều biết nghĩa của từ này là nghịch ngợm, đùa giỡn, rồi là tinh nghịch, phá phách đấy rồi. Thế nhưng mà các bạn thấy nó có phù hợp với nghĩa của câu này lắm không? Đúng không ạ? Thế cho nên là mình phải căn cứ vào sự kết nối rồi những vế rồi là những từ vựng ở trong câu nữa, đúng không? Ở đây mình thấy có rất là ít các bạn chọn được đáp án đúng thôi, đáp án số 1. Đấy, nhiều khi đa số là không thắng được thiểu số đâu, đúng không? Mọi người phải giữ vững quan điểm lập trường của mình nhá. Không phải là thấy các bạn chọn 3 nhiều quá trong lòng của mình đang nghĩ là 1 cơ mà, nhưng mình không dám comment. Không, mọi người cứ mạnh dạn lên. Hito natsukoi là một tính từ đuôi y, thể hiện là một người rất là thân thiện, rất là hòa đồng luôn ấy. Các bạn thử dịch xem câu này ok không nhá. Là hồi còn nhỏ đúng không? Anh ấy là một đứa bé thế nào nhỉ? Rất là thân thiện, rất là hòa đồng, ai cũng có thể nói chuyện được. Dare to demo đúng không? Hanashi o suru tức là một người họ hòa đồng, ai cũng có thể nói chuyện được. Sau lại còn thêm một tính chất tích cực bên cạnh nữa là kawaii đúng không? Là một đứa bé cũng rất là dễ thương, đúng rồi. Ok, chốt lại là 1, các bạn nhớ chưa ạ? Chốt lại là 1 này. Số 2, wagamama. Wagamama cũng là một tính từ rất là quen thuộc của N3 rồi. Chính là từ gì nhỉ? Wagamama, so desu ne, ích kỷ, ngoan cố, chính xác ạ. Còn itazura chúng ta vừa nói rồi nhá, là tính cách nghịch ngợm, phá phách này. Còn cuối cùng, kawaiso.
kawaii so. Ba từ còn lại đều là tiêu cực, trong khi một là tích cực. Đúng rồi, đấy, nhiều khi các bạn sẽ phân tích đáp án bằng cách như vậy đúng không? Toàn là tiêu cực thôi, chê trách phê phán ai đó thôi. Mà kawaii là tích cực thì nó phải gọi là cộng hưởng đúng không? Một khi đã khen thì phải cùng khen chứ. Thế còn số 4 nhá, chúng ta đang nói từ kawaii so đúng không? Thì sẽ là trông có vẻ rất là đáng thương tội nghiệp đúng không ạ? Đáng thương tội nghiệp. Ok, đi tiếp câu số 5. 荷物が届きましたが、それは私が注文したのと何々。 Hai. 1違ったです 2間違ったです 3間違っていました 4間違えていました. Hai. Ồ, 1 2 4 đều có người chọn hết rồi. 2 à 5 2 rồi. Kanji ga ui kara, nhiều chữ Hán quá. Những chữ Hán này đều thuộc N3 mọi người nhá, để mình đọc lại cho mọi người này. Ví dụ, nimotsu ga todokimashita. Cái động từ này buổi live ngày hôm qua N4 đã gặp rồi nha. Todo. Todokimashita. Sore ga watashi, cái này chắc ai cũng biết rồi đúng không? Watashi ga chumon. Được chưa ạ? Chumon shita no to. Hay. Quá là nhiều đáp án khác nhau đúng không? Bên dưới mình thấy cũng rất là nhiều bạn chọn 2 nữa này. Mọi người ơi, đáp án của câu 5 phải là 3 nha. Machigatte. À cô bạn, từ chigatte imashita thôi. Tại sao câu 5 chọn 3 này? Thứ nhất, chúng ta loại bỏ đáp án số 1 và số 2 nhá. Bởi vì cái này nó chia quá khứ rồi, nhưng mọi người thấy cái tình trạng hiện tại đúng không? Bị nhầm, bị sai ấy thì nó phải là diễn ra đúng không? Từ quá khứ cho tới hiện tại vẫn nhầm, đúng không ạ? Cụ thể câu này chúng ta sẽ dịch lần lượt như sau. Nimotsu là hành lý hàng hóa đúng không? Todokimashita ga đã được chuyển đến rồi. Thế nhưng mà cái chỗ hàng hóa đấy nó lại khác so với những gì mà tôi đã chiêu môn, đã order, đã đặt hàng trước. Đúng không ạ? Thì cái tính từ cái lúc mà nó chuyển cho tới cái lúc tôi hiện tại và ngay cả thời điểm ima luôn đúng không? Là nó vẫn đang nhầm. Vì vậy chúng ta sẽ chia là te imashita, đúng không ạ? Chigatte imashita, nó bị nhầm, bị sai, đúng không? Còn số 4 cũng không được, là từ machigae thì chúng ta sẽ hiểu là cái sắc thái là lấy nhầm, cầm nhầm giữa hai hoặc là nhiều vật giống nhau nhá, nó sẽ bị sai sắc thái đấy mọi người. Sai sắc thái. Vì vậy mình sẽ chọn 3 thôi nha, 5-3. Rồi, đi tiếp câu số 6. 2 và 4 loại vì nghĩa không phù hợp, so desu ne. Đấy, nếu mà câu khó hoặc là câu dài quá các bạn sử dụng phương án loại trừ đi. Chúng ta loại được đáp án nào thì cũng nhẹ đầu cái đáp án đấy đúng không? Sau đó mình phân biệt những cái đáp án khác thôi. Ok, câu số 6 đây mọi người. Kore kara sochira ni nani nani kara 3時 made ni wa tsuku to omoimasu. Hai. 1 mukaemasu. 2 deaimasu. 3 maniaimasu. 4 mukaemasu. 何 bằng desu ka? 1 và 4. Ok, mọi người đang phân vân. 1 này, 4 này, 2. Ở đây có ma đề nhĩ này, đúng không? To omoimasu này, kara này, đều là ngữ pháp của N5, N4 thôi. Số 4 là hướng đến, đúng rồi. Hay, mukaimasu là động từ hướng, đúng không? Hướng đến đâu thì mọi người cho là danh từ nhĩ. Đấy, vì bây giờ tôi sẽ di chuyển đến chỗ đó. Thế cho nên tôi nghĩ rằng trước 3 giờ tôi sự cự có thể đến nơi. Được không mọi người? Mọi người nghe rõ cái phương án dịch chưa? Đấy, vì bây giờ tôi sẽ di chuyển đến chỗ đó. Cho nên trước 3 giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đến nơi. Ok không ạ? Số 1, mukaemasu là động từ đón, ví dụ đón con đúng không? Kodomo mukaeru. Số 2, deaimasu là tình cờ gặp ai ở ngoài đường thôi. Còn số 3, maniau là kịp, ví dụ kịp giờ học đúng không? Jugyo ni maniau. Được chưa nào? Câu số 7, nana bang. Gomen ne. Hondo ni gomen. Sonna ni nani nani ii yo. Hai. Dạng kai wa A và B đúng không? Hai. Bạn A xin lỗi này. Gomen ne, hondo ni gomen, đúng, rất là thành khẩn xin lỗi bạn B. Bạn B sẽ nói là gì nhỉ? Sonna ni nani nani ii yo. Cả bốn đáp án chúng ta đều thấy đuôi là nakute mo, đúng không? Là chia thể phủ định rồi. Và nakute mo ii là không cần phải làm V cũng được. Đấy, thì trong câu xin lỗi này thì mình bảo bạn kia cái gì nhỉ? 1. Aisatsu shinakute mo. 2. Ayamaranakute mo. 3. Chuuii shinakute mo. 4. Okoranakute mo. 2. Phan Công Mạnh 2, Trần Nguyệt 2, Nguyễn Thành Tài 2. Nói chung là mọi người đều chọn 2, đúng không? Ayamaru là xin lỗi, đúng không? Vì vậy mình sẽ bảo là bạn không cần phải xin lỗi thế đâu, đúng không? Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi như thế đâu, được không ạ? Ayamaranakutemo iyo. Còn đáp án số 1, aisatsu là chào hỏi, đúng không? Bạn không cần chào hỏi thế đâu à? Không phù hợp. Số 3, chuuii shinakutemo, không cần phải chú ý thế đâu, đúng không? Và số 4, okoranakutemo, không cần phải tức giận như thế đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ dịch, đúng không? Và thấy nó không phù hợp thì mình loại luôn. Ok, đi tiếp nha. Hachi bang. Hachi. Oame de kawa no mizu ga nani nani ie ga nagasareta. Hai. Các bạn đọc được hết chữ Hán không? Oame de kawa no mizu ga nani nani ie ga nagasareta. Hai. Câu này giống như là nói về đợt bão Yagi vừa rồi ấy mọi người.
Đại Dũng cũng 2, Ngô Phương Thảo 2, Trương Sinh 3, Thái Lê 2, 2 và 3 đúng không? Là hai phương án mà mọi người đang phân vân. Nhưng đáp án của chúng ta sẽ là 3. À phư đề đự. À phư đề đự thì sẽ có nghĩa là tràn đúng không mọi người? Tràn đầy ấy. Thì câu này mình dịch là gì? Do đúng không? Do mưa lớn mà nước của sông bị tràn, tức là bị ngập, bị lụt đấy mọi người. Đấy, thế cho nên là nhà cửa cũng bị cuốn trôi theo. Nagasadeta. Được chưa ạ? Thì mình sẽ hiểu nước nó bị tràn nha. Còn số 2, từ kobo đê được là từ bị đổ. Ví dụ cái cốc mình rót đầy nước quá, xong rồi mình đi đúng không? Mình bất cần, mình hậu đậu, mình làm đổ nước. Đấy, mizuga kobo đê được. Mọi người hiểu cái sắc thái nghĩa của nó chưa? Nó khác nhau như vậy nhá. Thế cho nên là các bạn khi mà học ấy, thì mình học thật là chắc, học các ví dụ đi kèm của nó. Thứ nhất là phục vụ cho GLBT đúng không? Chúng ta làm bài sẽ nhanh hơn. Và trong kaiwa thì cũng sẽ tự nhiên hơn và tránh sự nhầm lẫn. Đúng rồi, số 1, wakade được là chia tay. Còn số 4, nige được là chạy trốn, bỏ trốn, chuồn đúng không? 36 kế, chuồn là thượng sách. Hãy vì mưa to nên nước sông tràn ra. Đúng rồi, ok nha. Câu số 9. Kare wa restoran de ryori zo tsutomeru nani nani no ryori nin da. Hãy. 1. Ippan. 2. Itto. 3. Ichi. 4. Ichiryu. Hãy. Rồi, vẫn có hai đáp án là 3 và 4. 3 và 4. Ok. Vũ Thông 3, à Vũ Thông 4 này, Trần Nguyệt 3, Xuân Trung 4. Đáp án là yong bằng cả nhà nhá. Yong bằng desio, ichiryu mình sẽ hiểu là hàng đầu, đúng không? Mình dịch thử lên câu này nhá. Anh ấy là một đầu bếp hàng đầu, được chưa? Anh ấy đang thế nào? Tsutomeru là đang phụ trách, đang đảm nhận, đúng không? Vị trí đầu bếp trưởng tại nhà hàng. Đúng ạ, thì mình sẽ khen là anh đấy là một người đầu bếp thế nào? Hàng đầu về kinh nghiệm, đúng không? Rất là xuất sắc, xuất chúng luôn, rất là giỏi luôn, đúng chưa? Còn số 3 nhá, ichi là top 1, là thứ hạng, là vị trí số 1. Đấy, ví dụ là nước A đúng không? Đang đứng vị trí số 1 trên thế giới chẳng hạn này, về kinh tế, về chính trị chẳng hạn. Đúng rồi, nên các bạn đừng nhầm lẫn câu này nha, mình phải chọn ichiryu đấy ạ. Còn số 1, ippan, ippan là thông thường, là chung đúng không? Mình thấy có một từ hay gặp trong đọc hiểu của N3, đó chính là từ ippan tekini mọi người. Đấy, là nói chung đúng không ạ? Còn itto là hạng nhất, là giải nhất ạ, nói về giải thưởng. Các bạn có nhớ từ thưởng không? Mình có từ sho, thì mình sẽ ghép lại là itto sho, là giải nhất. Hãy, tsugi, 10 bảng. Akarui nani nani no kanojo wa kurasu no ninki sha da. Akarui nani nani no kanojo wa kurasu no ninki sha da. 1. 心理 2. 精神 3. 性格 4. 人類はいはい、そうですね。はい、3番です。明るい là sáng sủa đúng không? Nó cũng là một tính từ để thể hiện seikaku, là tính cách phải không nhỉ? Vì vậy chúng ta sẽ dịch nhá. Cô ấy là một người có tính cách sáng sủa, tức là sao? Rất là thân thiện, niềm nở, hòa đồng đúng không? Tốt bụng vân vân. Thế cho nên trong lớp rất là được yêu thích, ninkisha. Còn từ shinri, các bạn nhìn chữ Hán có nhận ra họ quen không ạ? Shinri là tâm lý này, seishin là tinh thần, còn jinri là nhân loại, là loài người, đúng chưa? Rồi, vừa rồi chúng ta đã đi được một nửa chặng đường 10 câu ngày hôm nay rồi, mọi người thấy nào ạ? N3 có khó lắm không? Trong những các kiến thức vừa rồi thì mọi người đã được học hết chưa ạ? Có cái gì mới mẻ không ạ? Khó thì không phải là quá khó đúng không? Nhưng mà ví dụ như những cái gì mà chúng ta chưa được học ấy thì mọi người nhớ memo lại nhanh nhá. Hãy bây giờ chúng ta QK một chút giữa giờ nhỉ. Hãy mình cũng muốn thông báo với các bạn một nội dung rất là quan trọng, đó là về khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc của Dũmori. Đã gọi là cấp tốc đúng không? Thì chúng ta sẽ học nhanh này và hướng tới cho kỳ thi GLBT tháng 12 sắp tới. Ngày bắt đầu khai giảng là ngày 4 tháng 11 nhá. Vì vậy các bạn có thể cân nhắc tham khảo và đăng ký để giữ slot ạ. Về cấp độ thì chúng ta sẽ có 3 cấp độ, từ N3, N2 và N1. Thời gian học là sẽ vào các buổi tối 2, 4, 6 trong khung giờ 19 đến 21 giờ của Việt Nam mọi người nhá. Hình thức học là mình sẽ học trực tuyến qua Zoom. Giáo viên thì các bạn nhìn ảnh thấy không ạ? 4 giáo viên gọi là nổi tiếng trong làng học tiếng Nhật, và đặc biệt là với học viên của Dũng Audi đúng không? Bao gồm có thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền. Hay. Tiếp theo là trong khóa học này thì chúng ta sẽ học về những gì? Thứ nhất là các bạn sẽ học về chiến lược làm bài thi, những tips, những mẹo rất là hữu ích. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, đề thi nó cực kỳ dài đúng không? Nếu mà chúng ta làm lần lượt hoặc là mình không có biết cách, biết mẹo thì rất khó để có thể là xử lý, giải quyết được hết bài đúng không? Thậm chí là bị rơi vào cái trường hợp là mình không có thời gian đúng không? Xong cuối cùng mình phải bỏ dở chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ học được những cái chiến lược làm bài nhá. Luyện đề thực tế bao gồm 12 buổi nha. 12 buổi chữa 12 đề thi GLBT. Chúng ta sẽ có một tổng hợp, chúng ta sẽ có tổng hợp một cách chính thống, chuẩn xác các dạng đề thi này, giảng giải chi tiết cách làm từng dạng môn đai, từng dạng bài, mẹo làm bài cho từng kỹ năng, và mục tiêu hướng đến là sẽ giúp các bạn có thể tăng 20 đến 30 điểm trước khi đi thi thật. Hãy ưu đãi của khóa học này, thứ nhất đó là các bạn sẽ được nhận một bộ ebook N3, N2, N1 tổng hợp tất cả các kiến thức chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp. Thứ hai là tặng khóa luyện đề online trên app trị giá lên tới 900.000 đồng, được chưa ạ? Và có một cam kết đó là sẽ
cam kết cho mọi người đỗ 100%, ai không đỗ thì được học lại miễn phí một lần luôn. Uy tín chưa ạ? Ok, desu ne. Hãy, và các bạn có thể tham khảo nhé. Hãy, tiếp theo chúng ta sang câu số 11 ạ. 11, 11 番. この鳥は空を何々コートができない。Hãy, tori là con chim đúng không? Con chim này, できない, nó không thể ... Sora, trên bầu trời. Đấy, chim thì chúng ta sẽ đi với động từ lá. Là bay, đúng không? Tobimasu, tobu. Ok, là bay. Hãy, con số 1 mình có từ korobu. Korobu là bị ngã này. Số 3, sa sự là chỉ, đúng không? Chỉ trỏ thế này này. Còn số 4, tsukamu là từ nắm bắt, đúng không? Tóm lấy, ví dụ nắm bắt cơ hội, mình sẽ nói là chance hoặc là kikai o tsukamu. Đấy không mọi người? Nhớ nha. Đấy, sora o tobu, bay trên bầu trời. Rồi, câu 1, korobu là té ngã, chính xác. Ngọc trai, câu 2 là bay, 3 là chỉ trỏ. Ừ, còn 4, tsukamu, bạn này biết từ này không? Tsukamu có nghĩa là tóm, là bắt, là nắm bắt cơ hội ấy mọi người. 12 nha, 12. Hãy, han nin wa kono tatemono ni nani nani iru hazu da. Hazu là ngữ pháp nào bố, đúng không? Han nin là gì nhỉ? Han nin wa kono tatemono ni nani nani iru hazu da. 1, kakonde. 2, kakurete. 3, kuzurete. 4, fukunde. Bạn Đại Dũng 2, Yuli Liu 2, Hải Nam Ngô 2 là trốn. Ừ, kakurete, khắc thắng cũng chọn 2. Ok, chính xác rồi nhá. Kakurete có nghĩa là ẩn náu, rồi là che giấu, che lấp, đúng không? Các bạn dịch là trốn cũng là một phương án dịch khá là hay trong câu này. Honey là tên tội phạm, đúng không? Chắc chắn là đang trốn, đúng không? Ở trong tòa nhà này, chính xác. Còn số 1, kakomu của mình là cái từ bao vây, bao quanh, đúng không ạ? Số 3, kuzurete là gì? Các bạn nào comment ý nghĩa của số 3 chưa? Kuzurete mọi người nha, nó sẽ mang nghĩa là sụp đổ, đúng rồi, sụp đổ. Còn cuối cùng, phục cư mự là chứa, là bao gồm, bao hàm cái gì đó. Hãy, rất tốt ạ. Tiếp theo nào, câu số 13. Ie ni kaete nekutai o nani nani. Chọn một động từ nào, một về. 1, hazusu. 2, nozoku. 3, atsukau. 4, tsunagu. Hãy, câu này có trong bài test của trường CNC. Ừ, hãy, Bảo Long Sàng học lớp của thầy trường à. Mọi người ơi, tất cả những cái câu mà chúng ta đang chắt lọc ở trên bài, mọi người thấy hay không ạ? Đấy, thì đều được lấy trong các giáo trình của Dũng Modi luôn nhá. Ở trên tay của mình có rất là nhiều đầu sách của Dũng Modi này, đầy đủ từ cấp độ N5 cho tới N1 luôn. Và các cái câu này thì đều được chắt lọc từ trong cuốn sách này. Đấy, vì vậy là các bạn nào muốn luyện tập nhiều đề hơn, cũng như là có phần giải thích chi tiết ở phần cuối sách, hoặc là các dạng môn đai khác nữa, thì mọi người có thể tham khảo các đầu sách này nhá. Hãy, và các bạn đang học khóa online, offline bên Dũng Modi thì đều có những cái câu test rất là hay, đúng không? Tương tự như thế này. Hãy, rồi, Vũ Huy Phong 1 là tháo ra, đúng rồi, đi với necktie, đúng không? Là cái cà vạt thì mình sẽ là tháo cà vạt, chính xác. Về đến nhà cái là tôi tháo cà vạt ra luôn. Đấy, ngoài cà vạt ra các bạn có thể là tháo kính, đúng không? Megane o hazusu, tháo khẩu trang, masku o hazusu. Đó. Số 2, nozoku là ngoại trừ nha, ví dụ ngoại trừ ngày lễ chẳng hạn, shukujitsu o nozoku. Số 3, atsukau thì mình có thể dịch là xử lý này, dịch là đối xử này, hoặc là vận hành một cái gì đấy, ví dụ phải đối xử nhẹ nhàng với trẻ con thôi, kotomo ni yasashiku atsukau. Còn số 4, tsunagu là kết nối, ví dụ kết nối internet đấy mọi người, kết nối mạng, đúng không? Thì mình sẽ dùng cụm là intaneto tsunagu, được chưa? Hãy, câu số 14. 14 nào. Umi no nani nani ni fune ga shizunde iru. Umi no nani nani ni fune ga shizunde iru. 1, ura. 2, ne. 3, oku. 4, shoko. Yuliliu 14-4, chính xác ạ. Số 4, soko là đáy, đúng không? Trong câu này là dưới đáy biển, đúng không ạ? Fune ga shizunde iru là thuyền bị chìm, đúng không? Thuyền bị chìm dưới đáy biển. Số 1, ura. Ura là mặt sau, đúng không? Ví dụ mặt sau của tờ giấy chẳng hạn. Kami no ura ni namae o kaite kudasai chẳng hạn, đúng không? Các bạn viết tên vào mặt sau của tờ giấy nhé. Còn số 2, từ ne. Ne thì sẽ hiểu theo hai nghĩa là cả nghĩa đen và nghĩa bóng được luôn. Nghĩa đen ne thì mình sẽ hiểu là cái rễ, đúng không? Ví dụ rễ của cây ấy, ki no ne, hoặc là cái gốc rễ, nguyên nhân của ngọn ngành sự vật sự việc gì đó. Số 3, oku. Oku là gì nhỉ? Là trong, đúng không? Ví dụ trong của một cái giá, cái kệ, đúng không? Tana no oku, phía bên trong. Ừ, bên trong góc, đúng rồi, phía bên trong cùng luôn đấy mọi người. Hãy, đấy, mình ôn lại nha. Rồi, câu số 15 này. Hãy, tsugi. Byouki ni natta tomodachi no nani nani o sukuitai. 1, karada. 2, inochi. 3, nama. 4, kizu. Hãy. Rồi, tôi muốn cứu mạng sống của người bạn đang bị mắc bệnh. Rồi, phương án dịch của bạn Bảo Long khá là hay. Bạn Huy Phong chọn 2, 15-2, inochi. Hãy, bạn Diệu Nhân chọn 2, Ngọc Trai cũng 2.
hai, Ngọc Thu hai, Mai Cua hai, đúng rồi. Inochi chính là cái sinh mệnh đúng không? Mạng sống của ai đấy. Thì mình sẽ hiểu là tôi muốn cứu mạng của một người bạn đang bị bệnh đúng không ạ? Số 1, Karada là cơ thể, số 3, Nama là tươi sống đúng không? Ví dụ Nama beer đúng không ạ? Là bia tươi này, rồi Nama yasai đúng không? Rau sống. Còn Kizu thì sẽ là vết thương, vết chảy, vết xước đúng không? Ok, rồi đi tiếp nhá. Câu số 16. Bạn Nguyễn Bá Chí chọn một. Ok, Nakami, đúng rồi. Nakami mình sẽ hiểu là bên trong của một cái đồ vật gì đấy. Trong câu này là bên trong của cái túi đúng không? Hay bên trong của cái hộp vân vân thì chúng ta sẽ dùng từ Nakami được không ạ? Các cứ nhìn sơ lược là xác nhận, là kiểm tra. Vì vậy là tôi kiểm tra xem là trong túi có cái gì được không ạ? Trong túi có cái gì? Nakami. Chiu-shin là từ trung tâm đúng không ạ? Ở N3 chúng ta còn có một ngữ pháp là danh từ u chiu-shin nishite hoặc là chiu-shin toshite mọi người. Nishite. Rồi, viết hơi xấu mọi người nhá. Này. Danh từ chiu-shin nishite hoặc chiu-shin toshite, lấy danh từ làm trọng tâm đúng không? Làm trung tâm. Ok ạ. Còn số 3 sai chiu cũng là một ngữ pháp này, về trước của nó hay đi với VTI được. Đúng không? VT được sai chiều nhị có nghĩa là đang làm V1 thì V2 xảy ra một cách bất ngờ, đột ngột đúng không? Ngoài dự tính của mình. Còn số 4 từ chiêu cẳng thì mình sẽ hiểu là từ trung gian có nghĩa là phần ở giữa. Nói về vị trí mọi người, vị trí nhá. Ok, chiki desu. Chiêu nào bạn? Mọi người nhìn thấy câu 17 chưa ạ? Chúng ta bắt đầu làm câu 17 này nhá. Kono mondai wa nihon dake dewa naku. Hãy ngữ pháp tiếp này. Nani nani ni mo mondai da. Rồi. Câu này bảo khó thì không khó đâu đúng không? Chúng ta sẽ ghép một tính từ nào. Ichi, katsudo teki. Ni, hikaku teki. San, insho teki. Yon, kokusai teki. Ý desu ne, chính xác mọi người. Kokusai teki, đây là chữ quốc và chữ tế đúng không? Thì mình sẽ hiểu là mang tầm cỡ hoặc là mang tính quốc tế. Đó, đây là vấn đề không chỉ ở Nhật Bản đúng không? Mà nó còn mang tính quốc tế. Chính xác, như Quỳnh Sảng hay Đông Nguyên Sảng cũng chọn 4 này. Katsudo teki, chữ katsudo là chữ hoạt động đúng không? Nhưng mà mình không dịch là mang tính hoạt động, mình có thể dịch là năng động để cho mọi người. Năng động nha. Hikaku teki là chữ so sánh đúng không? Thì mình sẽ hiểu là khá là, tương đối là như thế nào đó, dùng trong những trường hợp so sánh. Còn số 3, insho teki na là ấn tượng đúng không? Đúng rồi, vấn đề mang tính quốc tế. Vũ Huy Phong Sảng quá là hay luôn. Hùng Văn Bùi Sảng hay, ii desu ne. Câu 18 là mọi người, cố lên mọi người ơi, gambarimasho. 18 bảng. 野菜を何々切ってスープに入れる 1.詳しく 2.険しく 3.深く 4.細かく はい Vũ Huy Phong 4 So ですね 4 bảng. 細かく 細かい là nhỏ lẻ, chi tiết tỉ mỉ đúng không? Đi với động từ kiru thì mình sẽ hiểu là cắt nhỏ ra đúng không? Hãy cắt nhỏ rau rồi cho vào trong súp nhé đúng không ạ? Cắt nhỏ nha. Komakaku kiru. Ngoài ra komakai chúng ta học trong cái cụm từ tiền lẻ đúng không? Komakai okane. Số 1, 2 và 3 có bạn nào biết nghĩa không ạ? Comment nhanh số giúp mình với ạ. Số 1, kewashi đúng không? Là chúng ta hiểu, mình biết tường tận hoặc là sành sỏi được một cái vấn đề gì đấy thì hay đi với danh từ nghĩa mọi người. Ví dụ bố tôi rất là am hiểu về máy tính đi đúng không? Chichi và komyuta ni kewashi được chưa? Còn số 2, kewashi của chúng ta sẽ mang hai nghĩa. Nghĩa số 1 là hiểm trở, nói về núi ấy mọi người. Kewashi yama đúng không? Hay là cái khuôn mặt rất là nghiêm khắc, là khó tính. Mình cũng có thể nói là kewashi cao, được chưa ạ? Số 3, fukai dễ quá. Fukai là sâu đúng không? Nói về mực nước, ví dụ nước biển sâu. Umi ga fukai. Hay là cái suy nghĩ, cái kiến thức của ai đấy rất là thâm sâu. Thì mình cũng có thể dùng là fukai đi với chishiki, đi với kangae đúng không ạ? Rồi các bạn có nghe kịp không ạ? Chúng ta sẽ đi tiếp nhá. Câu 19 này. Shikarete iru toki ni nani nani suru na. Rồi, vừa ngày hôm qua chúng ta học N4, ôn lại ngữ pháp này xong. N4 đúng không? Về được na. 1. Uki uki. 2. Niko niko. 3. Zowa zowa. 4. Bun bun. 2. Ok. Khi mắng thì cấm cười, đúng rồi. So desu ne. Cười khúc khích, chính xác ạ. Khi mà bị mắng đúng không? Thì cấm, chính xác, thể cấm chỉ về được na. Cấm được cười. Niko niko. Tủm tỉm đúng không ạ? Các đoạn khác còn lại mọi người có biết không? Ví dụ uki uki thì mình sẽ dịch là hân hoan vui sướng. Ví dụ có chuyện gì mà trông hân hoan vui sướng hết đúng không? Nani ka uki uki shite iru no, đúng không ạ? Các bạn nào biết cái từ này không ấy? Đấy, memo lại nha. Số 3, zowa zowa là ngứa da đấy mọi người, là ngứa ngáy khó chịu đấy. Ví dụ đằng sau lưng đang bị ngứa đúng không? Senaka ga zowa zowa shite iru. Còn số 4, pun pun, các bạn thấy phát âm nó cũng rất là hay đúng không? Bun bun là nổi giận đùng đùng, được chưa ạ? Nổi giận đùng đùng. Ví dụ, sao em lại nổi giận đùng đùng như thế đúng không? Nan de sonna ni bun bun okotte iru no? Được chưa? Bun bun. Các bạn có nghe kịp không ạ? Mình có thể memo lại nhanh nhá. Ok chứ cả nhà.
Đúng rồi, ok, tiếp nào. 20, câu hỏi cuối cùng rồi. Ganbarimashou. 20. Sai của nội môn đại. 少し歩いただけで胸が何々する。はい。だけで、ち、đúng không? 1. ワクワク。2. ハラハラ。3. ゴロゴロ。4. ドキドキ。はい。Mỹ 20 là 4. Ok, doki doki. Mọi người dịch là gì nào? Mình chờ phương án dịch của mọi người nha. Đi bộ một chút mà ngực đập thịch thịch. Đúng rồi, chính xác ạ. Chỉ đúng không? Chỉ đi bộ có một chút thôi mà ngực mà mình đập chúng ta sẽ hiểu là bị nhói, bị đau ngực ấy mọi người, bị tức ngực đúng không? Các bạn hiểu cảm giác là mình vừa ăn cơm xong xong mình đi bộ không? Sẽ bị tức ngực đúng không nào? Doki doki. Bình thường nó sẽ hiểu là cái tâm trạng là tim đập thình thịch ấy. Đấy, còn câu này mình không dùng kokoro mà mình dùng mune đúng không ạ? Mune ga doki doki suru. Mới đi bộ một chút thôi mà ngực đập thình thịch. Hay. Rồi, câu 1 là háo hức, câu 3 là ầm ầm tiếng sét. Ừ, câu 2, có ai dịch 2 chưa? 2 là áy náy. Ừ, hay quá, mọi người học quá là xuất sắc luôn. Rồi, chúng ta sẽ tổng kết lại nhá. 1, waku waku sẽ là háo hức, mong chờ. Còn số 2, hara hara, hồi hộp, lo lắng. Và số 3, goro goro có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ nó có thể dịch là ăn không ngồi rồi mọi người, goro goro shite iru, đúng không? Hay là vừa rồi bạn Lâm có comment là tiếng sấm đùng đoàng ấy thì sẽ là sấm là gì mọi người nhỉ? Kaminari đúng không? Kaminari ga goro goro naru. Đấy, động từ kêu ấy. Còn một cái ý nghĩa nữa mình thấy cũng rất là hay gặp đó chính là cái cảm giác mà chúng ta bị cộm cộm một cái dính một cái vật thể, một cái dị thể gì, dị vật gì ở trong mắt của mình ấy thì mình có thể nói là me ga goro goro suru, đúng không? Ví dụ mình bị bụi bay vào mắt đi. Me ga goro goro shite iru, đúng không? Mắt đang rất là cộm, rất là khó chịu. Đấy, còn đáp án 4 của mình doki doki là tim nha, tim đập thình thịch. Ok cho mọi người thấy bài ngày hôm nay có hay không ạ? 20 câu ngày hôm nay chúng ta giải quyết về N3 không khó, không dễ nhưng mà rất là hay đúng không? Mà chúng ta có thể là ôn lại, tổng ôn được rất 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 là nhiều những kiến thức luôn. Và 30 giây cuối cùng nhá, các bạn thả like, thả tim, share live stream và có thể nói là tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai với mình đúng không ạ? Otsukaresama deshita. Komento shite kudasai. Kyou wa hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. はい、いいですか?面白かったか?いかがでしたか? OK です。N2 là ngày mai, Bạch Trang sáng nha. Đó, bạn nào mà xem live N2 nhớ phải đặt lịch ngày mai 10 giờ sáng Việt Nam vào xem live luôn. Team em thì háo hức, thật không? Vũ Huy Phong sáng. Hãy cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay đã ở đây và đã ở đến câu cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết rất là nhiều các môn đai, vấn đề của N3 rồi đúng không? Cảm ơn mọi người nha và hẹn chúng ta sáng ngày mai về các câu hỏi của N2. Otsukaresama. Hãy, otsukaresama desu. Bye bye.